Tôi không biết gì về toàn đạc và cũng không biết gì về cái công tác là định vị bu lông leo. Và tôi chỉ thấy người ta làm thôi. Thì bây giờ có cái cách nào để tôi có thể kiểm soát được cái quy trình người ta làm có đúng hay không? Tại vì gì ạ? Kết quả cuối cùng dù sao tôi vẫn là người chịu trách nhiệm cuối cùng. Vâng, xin chào bác Tùng nhá. Bác Tùng thì đang có một cái câu hỏi rất hay sau khi mà bên em làm xong cái video clip là hướng dẫn định vị bu lông leo. Đấy, nhưng mà cái câu hỏi của bác thì thực sự cũng rất là nhiều người quan tâm. Ví dụ bác là cương vị là chủ đầu tư và bác muốn kiểm tra xem là mấy cái ông thi công ấy là định vị có đúng không. Chứ bây giờ mà để mà dựng xong kèo cột đổ xong hết rồi thì lúc ấy là gì ạ? Là đi sửa chữa là toi đúng không ạ? Thế thì hôm nay thì bên nhà thép Kisato sẽ hướng dẫn mọi người quy trình các bước sử dụng máy gì ạ? Máy toàn đạc. Toàn đạc để gì ạ? Làm sao có thể định vị được bu lông leo một cách chuẩn xác nhá. Thì bên cạnh em đây là bác tên là gì ạ? Em tên Vương. Vâng, thế bác Vương thì là đang điều hành cái đội định vị bu lông leo. Và anh Phụng thì xuất hiện với chúng tôi rất là nhiều rồi. Thế thì hôm nay thì sẽ hỏi trực tiếp bác Vương là người làm các cái bước đơn giản để mọi người có thể hiểu được nhá. Thế thì khi mà bác nhận được cái đề bài hôm nay là định vị cho tôi những cái bu lông leo cho nó chuẩn, thì với cương vị là người triển khai cái máy toàn đạc như này thì bác cần quân số như thế nào và quy trình các bước như nào, bác có thể nói tổng thể được không? Thứ nhất là về con người đi, về quân số đi. Vâng. Nghĩa là với quy mô như thế này. Quy mô như thế này là quy mô bao nhiêu anh? Ít nhất là ba người. Cái quy mô của xưởng mình là ngang 25m, dài 54m. Vâng. Ở đây là mình theo anh là cần mấy người để bố trí cái này nó hiệu quả nhất anh? Từ 3 đến 4 người. Tại sao lại là 3 4 người? Nghĩa là thứ nhất là một người đứng máy chính. Rồi. Một người cầm ống kính, ống ngầm mia để đi ngắm. Và một người đi phụ trợ. Nghĩa là như cần người cầm mia thì đâu có như định vị xong cần phải đánh dấu rồi ghi lại gì đó. Đúng rồi. À. Đấy, thì ba người là tối thiểu. Ba người là tối thiểu. Còn hơn thì càng tốt. Hơn đúng, đúng rồi, đúng nhiều nhẹ cho anh em. Vâng, thế thì về công tác thì sẽ triển khai. Là sử khi bác đến một cái mặt bằng này thì bác sẽ vạch ra các cái đầu việc theo trình tự như nào. Bác nói tổng thể ngắn gọn. Đầu tiên là mình sẽ nhận được cái tọa độ định vị gốc công trình của chủ đầu tư cho. Tức là anh Phụng nói hơi kỹ hơn mà nhiều người không hiểu cái tọa độ là gì đâu. Anh nói một cái ngôn ngữ gọi là bình dân. Rồi. À, mình nhận được một cái tọa độ, có nghĩa là cái vị trí của cái thửa đất mình cần xây dựng. Và mình mà lấy một cái tọa độ góc đó làm chuẩn và mình dẫn ra các góc rồi. Và các điểm còn lại. Cái tọa độ đấy thì ai bàn giao? À, cái tọa độ này thường là sẽ bên địa chính. Đúng. Dạ, bên địa chính người ta sẽ bàn giao cho mình tọa độ này. Rồi, thế thì tôi nhấn mạnh cái câu hỏi này để tôi giải thích cho mọi người. Rất là có thể sẽ xây sang đất hàng xóm và dẫn đến cái tình trạng là gì ạ? Kiện cáo nhau hoặc là đập phá đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Thế thì cái mốc tọa độ nó rất là quan trọng, thì bên địa chính ấy sẽ bàn giao cho bạn. Và thông thường nếu mà bạn không hiểu về chuyên môn này thì có thể kết hợp với bên đơn vị thi công để gì ạ? Ký xác nhận cái mốc bàn giao tọa độ đó. Dạ, đúng rồi. Ví dụ đối với công trình này là mốc ở đâu anh? À, đây là mốc gốc phía sau của công trình. Thế thì thông thường ấy là bên địa chính sẽ bàn giao mấy mốc hả anh Phụng? Thông thường là địa chính người ta sẽ bàn giao cho mình là 4 mốc. Bốn mốc. À, một mốc là đầu tiên của dự án. Rồi. Mốc cuối cùng và ở bên cạnh bên kia và một mốc đầu tiên và mốc cuối cùng. Vâng. Đây là mình định vị chu vi của cái diện tích đất lại. Rồi. Thế thì như anh có phải kiểm tra tất cả bốn cái mốc đấy không? Bốn cái mốc công trình đó thì khi mà địa chính bàn giao lại đó là mốc của nhà nước bàn giao mà. Đúng mình rồi. Chỉ cần lấy một cái mốc duy nhất là mình kiểm tra được 3 mốc kia. Đúng là rồi. Lấy tọa độ của một mốc để kiểm tra lại 3 mốc kia. Nhưng mà vẫn phải kiểm tra 3 mốc đúng, kia đúng, nhưng mà lấy kiểm một tra... cái mốc làm gốc. Ừ, đúng. Rồi. Đấy thì mọi người nhớ nhá. Thì bên địa chính sẽ giao cái này và sẽ sử dụng cái hệ máy này để xác định được cái mốc đấy đúng không anh? Đúng. Tại sao cái máy này lại xác định được cái mốc tọa độ bên đấy? Nó có cái chức năng GPS hay là như nào? Có nó vừa là nó định vị bằng cái mốc như là tọa độ. Tọa độ khi mình có gãi cái điểm lên trên máy đó. Rồi mình vô đó mình định vị mình chỉnh lại là lấy đúng tọa độ. Thì nó sẽ trùng với cái hệ tọa độ chung. Với cái hệ tọa độ chung do bên địa chính đang sử dụng đúng không? Đúng ạ. Vâng. Đấy thì nói thế để mọi người hiểu nôm na là cái mốc này là cực kỳ quan trọng. Sau khi mà xác định được mốc, cái mốc này là phải mất bao nhiêu lâu thì được cái này anh? Tùy theo vị trí mặt bằng. Vâng. Mà vì... mình ráp cái chân máy. Tại vì anh chia sẻ mọi người có những cái công trình ấy nó rất là phức tạp về địa hình. Dạ. Không phải là lúc nào có cái chỗ bằng phẳng để mà đứng lấy mốc dạ, được. Đúng ạ. Đúng nhiều khi nằm ở dưới nước cũng chừng. Thế thì sau khi xong cái mốc này rồi thì mình sẽ bước tiếp theo là gì anh? Thế là khi mà mình dựng máy mình xác định được cái mốc gốc như này.
Rồi. Xong mình sẽ định vị về góc, hai góc, ba góc còn lại. Rồi. À. Rồi đầu rồi xong khi mà mình định vị khoan hãy nói đến hai góc bên kia đi. Rồi. Mình định vị theo trục thẳng. Rồi. Trục thẳng ra ngoài thì mình xác định góc đó và đánh dấu. Đánh dấu xong rồi làm gì ạ? Đóng dấu xong rồi mình định vị gác các trụ móng của Tức là mình sẽ đóng cái cọc mốc ấy. Đúng đúng. Sau đó sẽ căng dây đúng không anh? Dạ đúng. Vâng. Ví dụ một công trình mà nó chạy dài như này ấy, thì mình cần phải mấy cái mốc, tại vì cái dây nó sẽ bị trùng và rất dễ có thể bị sai lệch. Thì kinh nghiệm của anh như nào? Thì nếu theo kinh nghiệm của em thì kinh nghiệm mà đóng từ góc ngoài vô đây là định vị khoảng chừng nhiều điểm để xác định không sợ dây mình nó bị trồ, bị dùng hay là bị cong gì đó. Rồi. À. Xong rồi là kiểm tra lại cho nó chuẩn chỉ. Đúng. Nhưng mà trong quá trình mà thi công ấy thì cái việc mà mình bảo vệ cái những cái cọc này rất quan trọng đúng không anh? Đúng. Tức là theo anh Phụng ấy là mình cần bảo vệ đến lúc nào để nó không bị di chuyển lệch nhiều, tại vì trong quá trình rất nhiều tổ đội làm. Dạ. Thì chia sẻ với anh á là khi mình trong quá trình thi công các cái điểm mình đã xác định được, đã định vị được rồi thì mình sẽ tốt nhất mình dăng một cọng dây bảo vệ khu vực đó luôn. Rồi. Để cho các tổ đội, các đơn vị làm cùng với mình, ví dụ như là thợ hồ, thợ sắt là làm bên sắt không đụng đến cái điểm của mình, để cho tránh sai lệch mất thời gian mình mới định vị lại. Thực ra thì chia sẻ với mọi người là cái quan trọng nhất là gì ạ? Chúng ta có thể là xê dịch trong trường hợp là, tại vì không phải là cứ giữ suốt đấy được. Chúng ta định vị xong cố định cái phần bu lông neo, đúng không ạ? Và thứ hai chúng ta phải gửi mốc ra bên ngoài. Đấy, trong trường hợp này anh có gửi mốc không? Tại vì rất có thể là những cái mốc mà sát công trình này nó sẽ bị mất đúng không ạ? Nếu mà nói với anh là đúng là chuẩn là gửi lại hai mốc đặng hội tụ. Đúng. Gửi hội tụ mốc là khi mà công trình các tổ độ, các tổ đội thi công khác á, lỡ như bị xê dịch hay vậy, mình căn cứ theo hai mốc gửi bên ngoài, hội tụ vào. Dạ, chính xác. Đấy là cái key nhá. Tại vì trong quá trình mà chúng ta đổ bê tông nóng thì rất có thể cái bu lông neo lại bị lệch, hoặc các cái tim trục của chúng ta lúc đấy là không biết, là tại vì nó bỏ đi để thi công cho tiện thì không biết là có đúng hay không đúng, thì bắt buộc phải dựa vào những cái mốc mà gửi bên ngoài như vậy. Rồi được. Sau khi xong cái trục này thì chúng ta lại làm cạnh tiếp theo là cạnh này đúng không? Chúng ta làm tiếp luôn này, định vị từ góc công trình này, định vị góc công trình bên kia. Rồi tiếp ạ. Sau khi xong thì mình căng dây làm dấu đồ như các bước vậy thôi. Rồi xong rồi chúng ta dời máy lên và định vị góc công trình trên kia, là định vị về cái cạnh bên kia dời xuống. Thế thì có trường hợp nào mà anh đứng đây mà anh định vị ra cả góc chéo kia không mà không cần phải dời máy? Vẫn được. Và trong trường hợp thuận lợi đúng không? Thuận lợi. Tại vì khi mà vô công trình á, những cái láng chạy đồ dựng bị khuất tầm nhìn, đa số là sẽ dời chân máy đi cho nó chắc. Dạ vâng. Đấy, thì mà mình cũng kiểm tra lại được các cái mốc khác. Đúng đúng. Đúng không ạ? Thế sau khi mà đã xong bốn cái cạnh này rồi thì mình sẽ làm tiếp theo là gì anh? Sau khi mà mình xác định được tọa độ bốn góc rồi thì mình sẽ tiến hành dẫn các điểm ra theo bản vẽ ra công trình. Đúng. Ra thực địa luôn. Rồi. Để là anh em dựa vào các điểm đó anh em định vị bu lông neo. Nhưng mà nhiều người không biết các điểm là gì, anh lại nói kỹ hơn tí. Các điểm thì là nó sẽ là giao điểm của điểm gì? Giao điểm của trục ngang và trục dọc. Rồi. Dạ. Có nghĩa là trục dọc mình có một dọc cái tim đấy. Rồi. Nó 8 điểm. Rồi. Dạ. Thì sẽ có 8 trục ngang. Rồi rồi. Là mình sẽ xác định được cái điểm giao giữa trục ngang và trục dọc. Tim cột. Dạ. Rồi. Là mình lấy cái tim của công trình mình. Thì mình muốn lấy cái gì thì mình sẽ bảo cái bác bên đúng không ạ? Sử dụng máy này để bác ấy bắn ra cho. Đúng ạ. Đúng vậy. Đúng. Và cái quan trọng nhất vừa rồi tôi nói với mọi người rồi, đó là chúng ta phải định vị được cái phần gì ạ? Cái chính xác của cái vị trí tim của bu lông leo trên tim trên gì ạ? Trên bản mã. Trùng với tim mà chúng ta đã xác định. Đúng của phần gì ạ? Cổ cột. Trước khi chúng ta cố định và chúng ta đổ cột. Đúng ạ? Đó. Thì anh Phụng có thể hỏi thêm là sau khi mà giả sử đã đổ định vị phần bu lông leo, đổ bóng, đổ cột rồi thì trước khi mà chúng ta đến lắp dựng ấy, thì chúng ta có lại phải định vị lại tiếp không? Thông thường thì trước khi mà đổ bê tông cổ cột, cổ móng thì mình đã kiểm tra lại rồi. Rồi. Rồi khi mà mình lắp, khi mà đi đến giai đoạn mà mình lắp đặt nhà. Đưa đến lắp đặt đấy. Dạ. Mình có kiểm tra sơ bộ lại một lần nữa. Nếu như mà trường hợp nó bị sai lệch nhiều quá thì mình bắt buộc phải định vị lại. Rồi rồi. Dạ. Nhưng mà sai lệch ít và trong cái sai số cho phép thì mình tiến hành lắp đặt luôn. Thế nên trong quá trình lắp đặt đấy thì mình có sử dụng đội
đo mạng tiếp không để dựng các cột cho thẳng đứng. Trong cái trong giai đoạn mà lắp đặt cấu kiện thì thường tụi em sẽ sử dụng một cái máy khác và là máy trị bình. Tụi em sử dụng máy trị bình để em lấy độ trên cao và độ thẳng đứng theo máy trị bình, không sử dụng máy toàn đặt nữa. Rồi. Dạ, máy toàn đặt là mình đã bố trí được các điểm theo mình muốn. Sẽ dùng những máy trị bình để kiểm tra độ thẳng đứng, độ trên cao và độ thẳng đứng. Rồi, ok. Thế coi như là cái công tác này là toàn đặt nó là quan trọng nhất thôi, đúng không? Đúng, chỉ có trong giai đoạn này. Dạ. Đấy thì vừa rồi mọi người nghe thì thấy là tôi trình bày một cái ngôn ngữ rất là đơn giản để nếu các bạn không trong cái ngành về đo đạc như thế này hoặc là trong cái ngành về xây dựng có thể hiểu được. Còn nếu mà các bạn còn đang thấy băn khoăn hoặc chưa hiểu bất kỳ cái chỗ đoạn nào thì có thể comment xuống bên dưới nhá. Còn cần chúng tôi tư vấn về giải pháp nhà khung thép cho các công trình nhà xưởng hoặc là công trình dân dụng thì cứ alo cho chúng tôi. Xin chào. Nhà thép Kisato. Công ty chúng tôi là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế và thi công nhà khung thép. Với kinh nghiệm hơn 10 năm, chúng tôi đã hoàn thành các dự án tại 63 tỉnh thành và trên toàn quốc. Từ những ngôi nhà dân dụng cho đến những công trình nhà công nghiệp lớn, chúng tôi sở hữu nhà xưởng hiện đại, được trang bị đầy đủ thiết bị, máy móc tiên tiến để đảm bảo quá trình sản xuất, thiết kế thi công diễn ra một cách chuyên nghiệp và nhanh chóng. Điều đặc biệt của công ty chúng tôi là luôn đặt tiêu chí làm đẹp từ tâm lên hàng đầu trong mọi dự án của mình. Chúng tôi không chỉ tập trung vào khả năng chống chịu, độ bền cao mà còn đưa tâm huyết, sự tinh tế vào từng chi tiết của căn nhà. Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng, đẹp mắt, đầy đủ tiện nghi, tối ưu hóa không gian sống của một ngôi nhà. Với sự nhiệt tâm và tận tâm trong từng dự án, chúng tôi tự hào là đơn vị được khách hàng tin tưởng, lựa chọn hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế và thi công nhà khung thép.